Chào quý vị khán thí giả quay trở lại chương trình hồi luận trong tuần thì cái số 54 người này ăn bị bị uh, ra truy tố đó, là toàn là những cái số tiền mà họ nhận á, cái vụ hối lộ này họ nhận này. nhìn thấy độc luôn mà cuối cùng coi như cũng nhìn thấy sợ luôn. Là ví dụ ông này là Trần Văn Dự chẳng hạn, nhận hối lộ hơn 7.6 tỷ. Tức là cứ 1 tỷ là 42.000 đô. 7.6 là coi như là gần 30.000 đô. 300 ngàn. Tỷ 1 tỷ là 4 4 cho 42 000 à. Nhân 7 là 100. 3 đúng rồi, 28 380 000 Nhờ 300 000 tức là cái số tiền này là so rồi một ông nhận hối lộ Vũ Sĩ Cường nè là nguyên cáo nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an nhận hối lộ hơn 9.3 tỷ cái số tiền nhìn mình mình nói chung là cứ cứ luôn. cứ hàng tỷ trở lên là biết là có không phải là quà 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 xuông này đấy. Yeah, đó dạ đó dạ thì lên bây đến giờ... chục tỷ hăm mấy tỷ bốn mấy tỷ là biết là, là con số kinh ông khủng xài luôn. sao mấy ông này ông xài sao mấy ông bà này xài như thế nào rồi cái tiền đó làm sao rồi khi mà truy tố như thế này khi mà ra bị kết án hoặc là cái gì thì cái số tiền đó có có trả lại không hay là như thế nào um, và yeah, cái tội mà gọi là tội nhận hối lộ ấy trong luật Việt Nam ấy thì không có nói trong luật nhưng mà trong yeah. cái quy định dưới luật ấy, thì họ, họ có định nghĩa một cái 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 này chữ trong Việt Nam có cái chữ gọi là chữ khách thể uh. khách thể cái chữ đó không có tương đương trong luật Mỹ à, đại khái là cái người mà à, ví dụ như là một cái hành động của người nào đó làm thì cái người mà làm cái đó người ta gọi là chủ thể uh. cái người đó làm cái hành động đó với ai yeah thì cái cái người bên kia đó gọi là khách thể. khách thể bị bị thì cái người mà nhận hối lộ ấy hỏi là cái người bên kia là ai ấy thì nếu mà một người bình thường ví dụ nhanh hiển đi yeah. tôi là người nhận hối lộ à. tôi làm cái hành động nhận hối lộ thì tôi là chủ thể à. thì là theo trong đầu anh hiển anh hiển cái người nghĩ cái người khách thể tức cái người cái người bên kia là ai cái người bên kia tức là là chúng thôi hả cái người ảnh hưởng cho 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 quần chúng cho những cái cái lợi ích riêng của cho lợi ích chung của của nhà nước yep. à, của của uh, yep. đó. đất nước của, đó của thành phố. thành phố đúng chứ không phải là chứ không phải em là cái người mà hối lộ anh không phải là kháng thể Anh, không dạ dạ cái tội nhận hối lộ ấy cái khách thể của coi như là nạn nhân hơi hơi giống, giống như, như nạn nhân, nhân. Yeah. À, của hành động nhận hối lộ ấy là là nhà nước ừ. cái quy định dưới luật ở Việt Nam họ nói là cái cái hành động nhận hối lộ ấy, cái người bị hại ấy, hay là cái mà bị hại ấy là cái uy tín của nhà nước uy tín đúng à, khi ừ. mà tôi nhận hối lộ là tôi làm nhà nước bị, với Đảng với vân 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 bị mất uy tín tính xấu dạ. yeah. thành ra phải bồi thường thành đấy. ra không có không có người để bồi thường không nhưng mà cái trong cái 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 vụ án này ấy, có một cái chuyện lạ là bây giờ lại cho phép những người này nộp lại tiền mà người toán gọi là cái gọi là tiền khắc phục. Ờ à, ờm à, để mà giảm án, thành ra à, bên ái về họ có làm một cái 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 sơ đồ thì nói là có những ông ví dụ như là ông phó giám đốc công an Hà Nội. Dạ. Yeah. Ông nhận 61 tỷ, ông trả lại 35 tỷ, ông đi tù 6 tới 7 năm. Ông thứ trưởng Bộ ngành giao nhận 21 tỷ, trả lại cho nhà nước 16 tỷ, đi tù 12 13 năm anh thư ký của thứ trưởng à, ái phải viết là bộ trưởng bộ y tế nhưng ông này là thư, thư ký của thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ 42 tỷ chia trai không biết bia trả lại 15 tỷ thì cái cái chuyện này á, nó là nó 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 um, nó làm cho mình nghĩ là cái này ấy, cái chuyện mà tiền khắc phục không có nằm trong luật không có nằm trong luật hình sự Việt Nam mà cái vụ án đây là một vụ án hình sự chứ không phải vụ án sự, dân sự để mình đòi tiền bồi thường. Yeah. Uh. Thành ra khi mà cái chuyện này xảy ra Mình làm như thế là ủa, ủa bây giờ ai có tiền thì được giảm án hay sao à, Mà có tiền để được giảm án Thì theo định nghĩa đấy Ở Việt Nam có chữ gọi là chạy án à. Đúng không Trả tiền để được giảm án Là một hình thức Là một hình thức khối lộn <laughs> cái này Cái này rất là Phải hỏi Cái người mà trả 15 ngàn lúc nãy Là quá lố tại sao lại theo luật thật là ông này ông bị à, ra tòa à, à, bị luật hình sự nhưng mà cái người mà được đi trở về là trả tiền quá lố thì phải bồi thường cho họ chứ tại sao lại không lại không tính họ là khách thể à, đúng à, không? Dạ yeah. nhưng, nhưng anh ở ba lan chẳng hạn muốn về cuối cùng anh phải đưa cho cái ông đó 15 lăm ngàn rồi cũng không biết làm gì hết yeah. cuối cùng bây giờ đáng lẽ cái giá về cũng khoảng chừng 5 một ngàn thôi mà giờ phải trả thêm 14 bốn ngàn nữa. Dạ yeah, nhưng mà cái đó không phải là bồi mấy người đó không được xem là bị hại hoặc là nạn nhân của một vụ án nhận hối lộ, ừ. vụ án nhận hối lộ ấy là cái, cái người tổ. mà bị thiệt được. hại là nhà nước. Tại vì được. khi mà tôi là nhân viên nhà nước, tôi là được. quan chức nhà nước mà tôi ăn hối lộ thì là nhà nước bị giống như là bị mang tiếng. Ok. Được. Nhưng mà nếu mà nhà nước nhận lại cái số tiền đó thì nếu mà công bằng hơn là nhà nước phải đi tìm những cái người mà đã bị bắt hối lộ để mà bồi thường cho họ một phần. OK, cứ đại đi. Đây, đây, đây nghị anh hiển uh, gọi điện thoại về Việt Nam nói, nói, nói cho mấy nhà nước bên Việt Nam nhớ okay. làm cho đúng vậy nha. OK. Chuyện này. Um, nhưng <laughs> Mà cái này không phải là tiền bồi thường, họ gọi dùng bồi cái chữ, gọi là hiểu. tiền khắc phục. Dạ, yeah, hiểu. Em chỉ muốn um, thành Mắc ra cái khắc phục không? nó là khắc phục cái gì mình cũng không biết luôn. Khắc phục uy tín, tức là uy tín đảng bảo đảm sẽ là có thể tử hình hoặc là bắt những người này vào tù đến mười mấy năm. Nhưng mà bởi vì những người này có hối hận, thành ra là giảm à giảm xuống. Đó. <laughs> ok, giải thích như vậy cũng được. Họ hối hận cho nên họ trả lại mớ tiền, phải không? Thì trong số những người bị um, cái đặc biệt ấy, là trong số những người mà bị uh, bị tử hình ấy, à, bị 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 um, kết tội, bị kết tội ấy thì như có, thì một, có người... một người là bị uh, tử hình, tội cao. Là ông Phạm Trung Kiên. Dạ, cao nhất. Đó. Hình ống đây nè, à, nhìn mặt cũng rất là còn trẻ. Ừ. Um, tất cả các tin tức ở trong Việt Nam đều viết là cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế. Ừ. Không ai biết ông thứ trưởng nào hết trơn ấy. Ồ. Bây giờ tưởng tượng nha, ông này nhận 42 tỷ đồng. Cũng... cả, hỏi cả nước Việt Nam có tin là ông này nuốt hết 42 tỷ đồng, 4, gần 43 tỷ đồng. Hỏi cả nước Việt Nam có tin là ông này nhận, nuốt 43 tỷ đồng, không ai tin hết trơn nữa. Tại vì trong cái hệ thống nhà nước không chỉ có một người là ký, chỉ có một cái lệnh đó thôi. Tại cái cái cái, cái vấn yeah. đề mà giấy tờ nó phải lên 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 lên, lên cái yep. Đến cái mức thư, cao ký nhất. Thư, ấy, thư ký thứ trưởng là coi này. như là đừng nói cái thư ký thứ trưởng thư ký của bất cứ ai Đúng mình là đều hiểu phục là phục cái người sếp. mà đứng ra thay mặt ông sếp để à. mà nhận tiền yeah. nhận tiền là nhận cho ông chứ không phải nhận cho cho mình vậy vấn đề điều tra là họ điều tra cái số tiền nó đi đâu có nhiều khi cái số tiền nó ngừng lại ông này thành ra họ không có điều tra tiếp tức là okay, vào, bây vào giờ vào nhà băng vào hệ thống mà thấy 42 triệu vẫn còn nằm trên đó chứ không thấy nó đi đâu hết anh anh bồi thẩm đoàn này anh có tin ông anh nhưng mà nếu mà vấn đề điều tra không có tìm ra được cái người cao cấp hơn thì là phải chỉ có bắt ông này ra truy tố thôi nếu mà không tìm ra được thì là cái người đầu tiên mình gõ cửa sẽ là người uh, xếp trực tiếp của ông đó đúng không xếp Thành rất ra... là tin tưởng thư ký thư ký làm gì là xếp coi như là coi như là đã tin tưởng từ đầu đến cuối rồi là không có không có nghi ngờ nữa à, tức là ở đây mình có một ông thứ trưởng rất là tin người và rất dạ. là trong sạch đúng dạ. không ông là rất là trong sạch rất là tin người ông tin cái anh thư, thư ký, ký này, này anh thư à, ký này đi làm bậy 43 ba tỷ chưa anh thứ trưởng đâu làm ok um, đến đến đây thì là mình uh, uh, kết luận là, là <laughs> thứ trưởng bộ y tế rất là trong sạch và không biết gì cả về cái chuyện mời thư ký của mình làm um, thành ra chọn nói chung á cái vụ án này nó rất là lớn đúng um, mà ở việt nam á thì là những người như là ông tổng thư ký đảng cộng sản á ừ. dùng cái này để mà chứng tỏ rằng ông có có quyết tâm đánh uh, đánh tham nhũng nhưng ừ. mà trong những cái 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 nhỏ nhỏ này á ừ. mình cũng thấy là Ủa đánh sao chừa lại một cái đầu rất là bực đúng không đánh anh thư ký đòi tử hình nữa mới ghê mà ừ. trong khi đó thứ trưởng không những á không những là không truy tố ông thứ trưởng yeah. mà còn không có nêu tên không luôn không thành ra không có yeah. ai coi như là không biết là ông thứ trưởng này là ai nhưng là một trong những người thuộc vào một cái miền gọi là bất khả xâm phạm nêu tên còn không được nêu tên nữa cả yeah, đó yeah thì bên Hoa Kỳ này mình có cái câu là the buck stops here right? Đấy rồi, yeah. tức là cái 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 người nào mà có cái có quyết định hết á, là cái người đó là cái người chịu trách nhiệm hết nhưng yeah. mà ở đây thì là ngừng lại chưa có đi, lại ngừng lại ở dưới tầng bởi dưới tầng thôi chỉ là thành ra nếu mà có muốn trừ cái vấn đề tham nhũng hoặc là thật sự mà thay đổi cái chế độ ấy nữa cũng nửa vời đúng không chỉ đến không có làm liên tục thôi. nhưng mà thật ra thì coi như là cái vấn đề mà mình cãi nhau thì cũng bỏ có thể ông như ông thứ trưởng không biết gì hết, thành ra rất là vô tư <laughs> nhưng mà thật sự nếu mà thật sự mà nếu có vô tư chăng nữa chứng tỏ rằng là, là không có hiệu quả. Tại có Đúng. lính làm như thế mà nhận đến bốn mấy tỷ mà không biết gì hết. Cơ chế kiểu Cơ chế nào mà để kiểu cho kiểu nào thư ký ăn nuốt chọn 43 tỷ tức là cỡ 2 triệu đô, yeah. dưới 2 triệu đô chút xíu mà sếp không biết gì trơn. Dạ thôi, à, chương trình hội luận trong tuần của anh em chúng tôi đến đây là chấm dứt. À tôi là Vũ Quý Hiển xin kính chào quý vị khán thính giả. Và tôi là Vũ Quý Hạo Nhiên xin kính chào quý vị khán thính giả.